Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Auto Vượng Phương. Bên em hôm nay lại về tiếp thêm một chiếc Kia Sedona nữa quay lên sóng giới thiệu đến cho các bác nhé. Với ngoại thất màu lâu, nội thất màu kem, ngoại thất tối màu cũng khá là đẹp và sạch các bác nhé. Chiếc xe này của em sản xuất 2018 này, với phiên bản đây là phiên bản phun dầu các bác nhé. Ngoại thất của nó thì cái form thiết kế này thì vẫn là cái form cũ thôi các bác ạ. Nó vẫn là form 2017 thôi, chưa là lên form 2019 đó. Khác biệt một chút ở cái phần cụm đèn pha này đó. Trên phiên bản full này thì cũng được trang bị đầy đủ cả cảm biến trước sau này, cảm biến trước sau này, đèn rửa đèn pha này và đèn pha led các bác nhé, khá là đẹp đấy. Tổng thể cái form thiết kế gần như nó cũng không thay đổi quá nhiều đâu, một chút về ngoại thất của nó liên quan đến cái phần đèn này đó, phần đèn này, phần đèn gầm của nó này nữa là rồi các bác này đó. Sơn xi bên ngoài khá là đẹp các bác nhé, các cái chi tiết mép lối, mép đèn này rất là đều, ok luôn các bác ạ. Đó. Trên chiếc xe này thì chủ xe thì anh ấy cũng đã nâng cấp, thay đổi cho chúng ta lên một cái dàn lốp mới rồi. Đó, thay cho chúng ta một dàn lốp mới chúng ta sẵn để di chuyển với các bác nhé. Xe này của em thì chạy khoảng hơn 7 vạn km rồi. Chất xe nội thất của nó vẫn còn nguyên bản. Đó, với ngoại thất màu lâu này, nhìn khá là đẹp các bác nhé. Lên hình khá là ok luôn này. Gương chiếu hậu thì có chỉnh điện, gập điện này, tích hợp xi nhan báo rẽ và có cả cảnh báo điểm mù đấy các bác nhé. Đó, có cả cảnh báo điểm mù đầy đủ hết trên chiếc xe này rồi. Đó, rồi nút mở khóa này. Nút mở khóa này. Đó. Rồi đi vào bên trong phần nội thất đi. Của nó thì có cánh kính lái của nó thì chỉnh auto này. Đó. Gương chỉnh điện gập điện này, đầy đủ hết rồi các bác nhá. Vị trí ghế lái, đó, vị trí ghế lái được chỉnh điện đa hướng này. Nội thất ghế nguyên bản này các bác quan sát giúp em này. Chất vẫn còn rất là đẹp nhá, nội thất còn khá là ok luôn. Vô lăng của nó đây, khá đầy đủ các bác nhá. Đó, set cruise control này, rồi đèn tự động này, có đàm thoại rảnh tay đầy đủ hết này. Em sẽ mở phần màn hình của nó lên để các bác quan sát nhé. Ở đây thì có cả gương chiếu hậu chống chói này, cụm điều khiển cửa sổ trời, cũng như là cái phần cửa điện hai bên này các bác này. Đó, xe thì cũng trang bị đầy đủ cả cửa sổ trời trước và sau rồi các bác nhé. Rất là đầy đủ luôn, trên bản full này thì các cái option của nó cũng rất là đầy đủ, điều hòa tự động hai vùng này. Đó, rồi sấy ghế, sấy vô lăng này, chế độ lái eco này, tiết kiệm này, đó, củ số của nó đây, rất là đều luôn các bác nhé. Đó, xe đây, quay cho bác về phần Oreo, xe chạy khoảng 7 vạn 2 km các bác nhé. Đấy, nội thất nguyên bản này, phanh thì vẫn là vị trí phanh cơ ở để dưới chân thôi các bác ạ. Đó, trên một chiếc xe này với tầm tài chính chỉ khoảng hơn 700, rất là phù hợp với các bác tìm hiểu để chúng ta mua sở hữu mình chạy gia đình nhé. Đấy, mình chạy gia đình rất là ok, hàng ghế thứ hai này, độ ngả lưng thì quá thoải mái luôn, kể cả hàng ghế thứ ba luôn các bác nhé, rất rộng rãi và thoải mái trên chiếc Kia Sedona này luôn. Mẫu xe MPV đó, mẫu xe MPV rộng nhất trong phân khúc các bác nhé. Cửa tiền của nó tất nhiên là cũng là đắt nhất rồi đó. Về phía hậu của nó đi đó, phía hậu của nó thì vẫn là cụm đèn pha hai mảnh này, rồi có cái logo Kia, cũng như là có cả cánh gió, cũng như là đèn báo phanh trên cao đầy đủ. Tuy nhiên là trên cái bản bản full này ấy, thì ngoài cái trang bị cảm biến sau, camera lùi đấy, thì xe còn được trang bị cả cốp điện này nữa các bác nhé. Xe trang bị cả cốp điện nữa này, rất là đầy đủ luôn này. Đó, em sẽ quay một chút về các cái chi tiết như là cái phần bản lề của nó này. Đấy, bản lề keo chỉ. Xe thì bên kem cam kết đầy đủ với các bác, không tai nạn, không ngập nước, giấy tờ pháp lý an ninh đảm bảo cho các bác luôn. Đấy, không tranh chấp phạt nguội và đảm bảo đầy đủ quyền lợi các bác đi check test tại hãng hoặc là bất kỳ một cái gara cơ sở chính hãng nào mà các bác yêu cầu, bên em đều ok hết nhé. Đó, xe chuẩn chỉnh thì là bọn em hướng tới cho các bác một chiếc xe rất là ok. Đấy, cửa lùa điện hai bên này, trang bị rất là cơ bản trên cái chiếc xe Kia Sedona này rồi, rất là ok luôn. Đăng kiểm của xe thì còn đến tháng 6 của năm 2024. Đó, và chiếc xe này của em thì mang sẵn là biển Hà Nội cho các bác rồi. Với các bác ở Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ không mất 20 triệu tiền biển nữa nhé. Đó, và thêm một thông tin nữa để chia sẻ với các bác, thì chiếc xe này mang biển số là biển số công ty, biển LD, đó, biển lẩu dê đấy ạ. Thì với chiếc xe này thì các bác sẽ được hỗ trợ hóa đơn đầu vào nếu như mà cần, rất là tốt. Đó, khoảng hơn 600 triệu. Thì chi tiết như nào thì các bác cứ liên lạc với em Trường để lấy những cái thông tin chi tiết của xe nhé. Rồi, em tổng hợp lại thông tin một chút. Kia Sedona phiên bản full dầu, sản xuất 2018 này, mang sẵn biển số Hà Nội cho các bác chạy hơn 7 vạn. Và chiếc xe này hiện tại đang được bên em chào bán chỉ khoảng 760 triệu thôi.
Đó, mức giá cũng rất là hợp lý và giá thì vẫn còn thương lượng cho các bác nhé. Đó, các bác quan tâm thì alo cho em Trường để lấy thông tin chi tiết và để em Trường hỗ trợ các bác trải nghiệm lái thử xe. Xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.